Từ nhiều năm nay khi mà đổi điện thoại thì mình luôn có thói quen chọn cái phiên bản có bộ nhớ trong thấp nhất. Ví dụ như chiếc iPhone 15 Pro đây, đó là 128GB và mình sử dụng nó kết hợp với cả iCloud nữa. Thì mình nghĩ đó là cái cách sử dụng mà kinh tế nhất đối với những người có nhu cầu sử dụng giống mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái lựa chọn này, cũng như là một số cách để chúng ta có thể quản lý và tối ưu cái bộ nhớ trong của điện thoại. Nói riêng về iPhone nha, thì Apple thường họ sẽ bắt đầu với những cái phiên bản có bộ nhớ trong là 32GB, rồi họ lên dần là 64, rồi 128. Và tới năm nay thì riêng cái bản Pro Max sẽ là 256GB. Còn với cái phiên bản Pro bình thường mình dùng ở đây, nó vẫn là 128GB. Trong khi những hãng điện thoại Android khác, những cái flagship khác thì hầu hết nó đã bắt đầu từ 256GB rồi, tức là gấp đôi cái máy này. Với trường hợp của mình thì chiếc iPhone này bây giờ còn chống khoảng độ 40GB, tức là mình lưu tất cả mọi thứ vào trong này, mình sử dụng cả iCloud nữa. Dĩ nhiên là ứng dụng là cái mà chiếm nhiều bộ nhớ trong nhất của một chiếc điện thoại. Với trường hợp của mình đây, đó là ứng dụng Vox, thì đây là cái ứng dụng mà mình chép những cái bài nhạc FLAC, bài nhạc lossless vào. Nó có dung lượng đâu đó khoảng độ 25-30GB. Trong quá trình sử dụng thì những cái app này nó cũng sẽ sinh ra những cái data. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy đây, thì Zalo lên tới là 8GB, YouTube là 3,9GB, ứng dụng hình ảnh là 3GB. Mình có một thư viện hàng ngàn ảnh cơ, nhưng mà các bạn thấy là nó chỉ có 3GB thôi, tại vì mình lưu nó trên iCloud. Còn về iCloud thì hiện tại mình đang sử dụng cái gói là 200GB và các bạn thấy rằng mình vẫn còn chống khoảng độ 40GB, tức là kết hợp cả bộ nhớ máy và bộ nhớ trên mây thì mình đang chống khoảng độ 80GB. Mình nghĩ rằng trong khoảng vài năm tới thì cái gói iCloud 200GB và lựa chọn 128GB là vẫn còn phù hợp với mình. Với cái gói iCloud này thì cái phần chiếm nhiều nhất đó là hình ảnh. Đó, các bạn thấy rằng cái thư viện hình ảnh của mình có dung lượng lên tới là 122GB. Mình chụp hình rất nhiều, mình chụp bằng máy điện thoại, bằng iPhone, mình chụp bằng máy ảnh. Và những hình ảnh nào đẹp thì mình sẽ giữ, mình cho hết lên trên iCloud này. Cho nên là qua từng năm thì cái thư viện hình ảnh của mình nó cũng tăng dần cái kích thước lên. Tiếp theo thì các bạn thấy rằng có phần backup ở đây, tại vì mình sao lưu tất cả những dữ liệu của iPhone này lên trên iCloud. Mình làm như vậy bởi vì khi mà mình đổi máy, hàng năm mình sẽ phải đổi máy, hoặc là trong quá trình mình làm review sản phẩm mình cũng sẽ phải mượn những cái máy khác, thì mình có thể trực tiếp mình restore những cái dữ liệu của mình từ trên iCloud xuống một cách dễ dàng mà mình không cần phải cắm vào máy tính hay là sử dụng cáp, tất cả những thứ lằng nhằng đó. Mình nghĩ rằng với tốc độ Internet hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể sao lưu trên mây, sau đó sẽ restore về. Cái việc backup lên trên iCloud này nó còn tiện hơn, đó là mình backup nó mỗi ngày. Để chẳng may nếu mà mình có bị mất hay là thất lạc cái máy này thì tất cả những dữ liệu ở trong cái máy nó vẫn còn đó, mình chỉ việc đưa nó về mà thôi. Về cái thư viện hình ảnh của mình, như các bạn đang nhìn thấy đây thì mình có rất là nhiều hình ảnh mình chụp từ ngày xưa rồi, từ năm 2008 hay là 9 gì đó, khi mình bắt đầu sử dụng điện thoại và sử dụng máy ảnh thì mình đã chụp, mình đã lưu trên máy tính và sau này thì mình chuyển nó trên iCloud. Đó là tất cả cái thư viện hình ảnh của mình. Mình nghĩ rằng cái việc mà lưu hình ảnh ở trên iCloud bây giờ nó cũng tối ưu rất nhiều rồi. Bởi vì tốc độ Internet, như các bạn biết là với những tốc độ 4G hay là Internet ở nhà thì nó rất nhanh. Với những hình ảnh hay thậm chí là video mình lưu trên iCloud và mình sử dụng cái máy này hay là máy Mac này mình xem lại thì nó cũng mở, nó cũng hiển thị rất là nhanh, chứ nó không hề bị chậm hay là bị lag gì cả. Đó là cái thói quen sử dụng iPhone của mình, tức là mình kết hợp cả bộ nhớ trong của máy và bộ nhớ ở trên iCloud để mình lưu trữ tất cả những dữ liệu bao gồm hình ảnh, video, tất cả mọi thứ. Thì cái lựa chọn này nó sẽ dành cho ai? Mình nghĩ rằng nó sẽ là dành cho những đối tượng người dùng như mình chẳng hạn. Tức là chúng ta sẽ lưu rất nhiều hình ảnh và chúng ta có một lượng data vừa phải, chứ không quá nhiều. Ví dụ như mà các bạn nào mà hay quay phim, có rất là nhiều bạn sử dụng iPhone để quay phim. Nếu mà chúng ta quay nhiều thì chắc chắn rằng 128GB bộ nhớ trong sẽ là không đủ. Mà khi đó các bạn có thể phải chọn phiên bản 512 hay thậm chí là 1TB. Có người hỏi mình là sử dụng iPhone thì không cần iCloud được không? Dĩ nhiên là chúng ta có thể sử dụng được, nhưng mà nó không tiện, nó không tối ưu. Các bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc iPhone với dung lượng là 256GB hoặc là thậm chí là 512GB để sử dụng trong thời gian dài, trong 5 hoặc là 7 năm chẳng hạn. Với cái dung lượng như vậy, các bạn hoàn toàn có thể lưu tất cả mọi thứ ở trên iPhone mà không cần tới iCloud. Tuy nhiên thì cái iCloud này nó hay ở chỗ đó là nó sao lưu và nó đồng bộ dữ liệu của tất cả những cái máy. Nếu mà các bạn sử dụng chỉ sử dụng một cái iPhone mà thôi, không có máy tính hay đồng hồ hay gì hết á, thì mình nghĩ rằng iCloud có thể là không cần, hoặc là chúng ta chỉ cần sử dụng cái gói cơ bản thôi. Nhưng mà với những người sử dụng nhiều máy như chúng ta thì iCloud là rất cần thiết để chúng ta đồng bộ dữ liệu giữa tất cả những cái máy đó với nhau. Thì mình nghĩ rằng Apple họ cung cấp cái iCloud ra, đó là một dịch vụ giúp họ kiếm tiền rất tốt, cho nên là những cái iPhone hay là thậm chí là cái máy Mac á, thì nó có bộ nhớ trong rất là thấp. Ví dụ những iPhone này bây giờ vẫn là 128GB, trong khi Android nó là 256GB rồi. Hoặc là với cái MacBook Air mới nhất bây giờ thì bộ nhớ cơ bản của nó cũng chỉ là 256GB mà thôi. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái việc quản lý, tại vì nếu mà chúng ta không quản lý, không dọn dẹp tốt á, thì có bao nhiêu bộ nhớ trong thì nó cũng sẽ sử dụng hết mà thôi. Cái này cũng giống như gia đình chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta có quá nhiều đồ, chúng ta cứ mua thêm về mà chúng ta không quản lý, không sắp xếp nó thì nó sẽ rất chật nhà. Thì với chiếc iPhone hay với chiếc điện thoại nó cũng vậy. Thì những cách quản lý của mình á, đó là đầu tiên với những ứng dụng nha,
thì mình sẽ bật cái tính năng đó là tạm thời xóa ứng dụng đi. Tức là cái iPhone nó sẽ phát hiện khi mà mình không sử dụng một ứng dụng nào đó trong thời gian quá dài, vài tháng chẳng hạn, thì nó sẽ tạm thời nó xóa ứng dụng nó đi. Bởi vì các bạn biết được rằng những ứng dụng trên iPhone này nó có dung lượng khá là lớn, vài trăm mê. Cho nên là nếu mà chúng ta không sử dụng đó thường xuyên thì cái iPhone này nó sẽ tạm thời nó xóa. Nhưng mà nó hay ở chỗ đó là tất cả dữ liệu của cái ứng dụng đó, bao gồm cả việc mà chúng ta đăng nhập vào, thì nó vẫn giữ ở trên cái iPhone này. Đó, cho nên là khi nào mà mình cần sử dụng lại thì mình chỉ việc lên App Store mình tải nó xuống và mình sử dụng như bình thường mà mình không cần mất công mình phải đăng nhập vào hay là mình phải setup lại. Đó là cái hay nhất. Các bạn có thể bật cái tính năng này lên ở trong cái phần bộ nhớ của iPhone. Thứ hai nữa, với hình ảnh thì mình cũng thường xuyên mình quản lý cái thư viện của mình. Tức là mình có thói quen đó là mình chụp rất là nhiều ảnh, nhưng mà khi nào về rảnh thì mình sẽ xóa những ảnh mà mình không thích đi, hoặc là những ảnh dư thừa mình xóa bớt nữa đi. Và ở trên iPhone thì nó sẽ có một cái tính năng đó là nó phát hiện những hình ảnh nào mà bị trùng lặp. Trong cái phần này thì mình cũng có thể xóa được những hình ảnh nào nó trùng lặp để nó tiết kiệm bộ nhớ hơn. Còn khi mà mình chụp hình thì mình cũng để nó ở cái định dạng đó là HEIF hoặc là HEVC. Đó là những cái định dạng tối ưu cho bộ nhớ. Khi mà mình lựa chọn cái format tối ưu dung lượng này thì một cái file ảnh 24MB của mình nó có dung lượng khoảng đâu đó khoảng độ 2 hoặc là 3MB mà thôi. Rất là ít, cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể thoải mái chụp hình mà không lo tốn bộ nhớ. Đó là cái chia sẻ của mình về thói quen sử dụng bộ nhớ ở trên iPhone với iCloud. Kết hợp hai cái đó thì chúng ta sẽ có một lựa chọn mình nghĩ là kinh tế hơn. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không dùng iCloud và mình mua một cái iPhone mà có dung lượng cao hơn và mình sử dụng lâu dài thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng mà như mình phân tích rồi đấy, chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng iCloud. Chúng ta không thể nào không sử dụng cái dịch vụ này nếu mà chúng ta sử dụng iPhone với những cái thiết bị khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.